chào các bạn. Không biết bữa nay sao để cái camera nó kỳ quá. Chào Tân Thái. Bữa nay không có đọc bài nha, bởi vì có nhiều bài đọc lắm, nhưng mà tại vì thấy có một cái comments mà mọi người viết vô đó mình thấy rất là hay, thành ra muốn chia sẻ cùng mấy bạn ha. Cái này là những cái comments này là tới từ ở những cái nước ngoài, chẳng hạn như từ Mỹ, Úc, những cái nước mà tư bản. Thành ra mình muốn gửi tới các anh chị em trong nước, thành ra muốn đọc những cái comment này. Tất cả các anh chị em có khỏe không? Master Fact, chào bạn. Cái comment thứ nhất mình sẽ đọc nha, là một cái message này gửi từ message from America, ghi trong cái message đó là những cái comments này là của những người ở nước ngoài comment vô những cái video, những cái clip mà mình đã post lên á, thì những cái người này á, Hai Giang đã gửi vô, thành ra mình đọc để gửi tới các anh chị em trong nước để cho mình có một cái động lực để đứng lên nha. Comment thứ nhất: chuyến viếng thăm quan thầy Tàu Cộng của Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rõ Trọng đưa quan hệ Việt Nam đi vào chiều sâu và hiệu quả trong Hiệp ước Thành Đô, và Trọng sẽ có thêm vài tượng vàng nữa, who knows, có nghĩa là ai biết được là Nguyễn Phú Trọng sẽ có thêm được cái món lợi nào đó. Phải chăng đây là một trong những cái hàng ngày mà chúng ta thấy Tàu Cộng đội lớp mọi ngành nghề đánh đập dân ta, công khai trước dân chúng để làm gương, để khủng bố, bỏ tù tội, tham nhũng, vân vân. Chẳng hạn như Formosa khủng bố môi trường và con người. Tàu lạ là những chiếc tàu mà nó đâm vô cái những cái tàu ngư dân mình á. Tàu lạ của Tàu Cộng tấn công tàu cá ngư dân ta, vân vân. Đấy mới là những bước đầu của Hiệp ước Thành Đô cho năm 2020. Nhân dân ta không được nói bất cứ cái gì, làm gì, chỉ gục đầu và làm dân nhược tiểu. Mọi người hãy tỉnh giấc trước mọi hành động này và hãy nhìn vào hành động của Nguyễn Phú Trọng. Đây là thời điểm cần phải vũ trang nhân dân để giải quyết giặc nội xâm của tham nhũng, cũng như nội gián cho Tàu Cộng và ngăn chặn Hiệp ước Thành Đô. Chúng ta không thể để kết quả đất nước này dẫn đến dân Việt bị diệt chủng và Việt Nam thân yêu trở thành đất nước của Tàu. Dân Việt chúng ta bị xóa sổ, số ít dân còn sót lại sau này sẽ bị biến dạng và quái dị, sẽ lang thang lạc lài trên trái đất không còn tên Việt Nam. Thì đó là một comment của một người bạn gửi từ America. Cái comment thứ nhì: về chính trị của Lenin có nói, một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố không giới hạn thì không thể nào bị sụp đổ được. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng đường lối chính trị này mà giữ vững đảng tồn tại cho đến ngày hôm nay. Đây cũng là nhờ thành phần học thức, trí thức của người Cộng sản Việt Nam mang tham vọng làm lãnh tụ ngồi mát ăn bát vàng. Các bác học thức, trí thức, Cộng sản Bắc Việt nói riêng và nói chung Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng xương máu nhân Việt yêu nước và đánh đuổi những thứ văn minh ra khỏi nước và nhập vô những thứ tàn độc dối trá. Do đó nước tàn, dân mạt chỉ đỉnh cao trí tệ, hưởng tự do, vinh quang, giàu sang. Vì thế muốn được tự do, dân chủ, nhân quyền, muốn dân giàu, nước mạnh, duy nhất phải lật đổ chế độ lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chỉ có lật đổ chứ không có thay đổi, vì Đảng Cộng sản Việt Nam biết chắc chắn là bỏ độc tài sẽ bị sụp đổ. Do đó Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ bỏ độc tài và dối trá. Ai là người yêu nước, hãy bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, quay về với nhân dân và yêu thương giống nòi. Nước nhục vì lãnh đạo ngu dốt, tự xưng đỉnh cao trí tệ, tự sướng, tự khoe. Thì đó là một comment thứ nhì của một người bạn cũng từ ở nước ngoài, muốn nhắn gửi tới những người trí thức ở bên Việt Nam, nhất là những người theo đảng, theo đoàn ở bên Việt Nam hiện tại đó. Còn cái thứ ba là gửi tới những cái anh chị em trong nước, nếu mà có đứng lên thì phải làm như thế nào nha. Mọi người nên đặt mình trên tinh thần chuẩn bị, hãy đoàn kết và cùng nhau đứng lên để giữ lấy quê hương, quyết không để cho đất mẹ lọt vào tay Trung Cộng. Hãy đoàn kết là sức mạnh. Thì đó là một cái comment mà cũng từ ở nước ngoài gửi vô.
Ngày hôm qua mình cũng nhận được một cái comment cũng rất là hay nè. Lệnh tổng động viên Trung Quốc sẽ tràn vào tấn công phủ đầu Việt Nam trong nay mai. Chúng tôi kêu gọi tất cả học sinh, sinh viên trên toàn quốc hãy mau chóng rời bỏ ghế nhà trường Cộng sản, bỏ ăn Tết vì học hành. Ăn Tết trong lúc này không còn ý nghĩa gì cả. Các bạn phải cầm súng ống, lựu đạn, bơm xăng, vũ khí các loại cùng với chúng tôi đập nát chế độ Cộng sản để cứu lấy đất nước Việt Nam đã mất vào tay Trung Quốc. Thì đó là những cái comment mình thấy rất là hay, thì muốn gửi tới, chia sẻ tới các anh chị em trong nước. Hello Kenneth, khỏe không? Thì những cái comment này rất là hay, như là ngày hôm qua có một người bạn trẻ ở trong nước, thì mình post lúc mà buổi tối ở trong ở bên bên mình đó, thì là buổi sáng ở bên Việt Nam lúc đó là 11 giờ sáng. Thì cái phần ăn mà được lãnh từ những cái phần mà đồ ăn từ thiện á, được phát ra lúc là 12 giờ trưa, nhưng mà 11 giờ thì một cái hàng mà sắp sắp dài để mà lãnh đồ ăn á thì rất là dài rồi. Thì cái em này rất là buồn là thấy cái dân tộc của mình nó tệ như vậy, thì em rất là bất mãn, thành ra đã quay cái đoạn video trực tiếp đó gửi qua cho mình, thì mình đã post lên trên Facebook. Thì khi mà mình nhìn thấy cái video đó thì rất là buồn, là tại vì đất nước của mình đã từng là một đất nước sản xuất gạo nhất nhì trên thế giới, mà tại sao ngày hôm nay dân lại đói như vậy? Thì các bạn có biết không, những mình đã từng về Việt Nam, chứ không phải mình chưa về Việt Nam đâu, cũng gần đây thôi chứ không có xa. Thì các bạn đừng có đi đâu xa hết đó. Bây giờ chẳng hạn như ngày xưa là những cái đồng ruộng lúa đầy ở trên miền quê, ra khỏi Sài Gòn về hướng Tân Quy, Củ Chi, An Nhân Tây rồi đó, mấy bạn về hướng đó nó chỉ trong vòng một tiếng sau khi rời khỏi Sài Gòn thôi. Ra khỏi Sài Gòn thì các bạn có thấy được là những cái đồng ruộng lúa đó bây giờ không có còn ai canh tác nữa, là tại vì chính phủ Việt Nam đã quy hoạch những cái đồng ruộng lúa để biến thành những cái sân golf hay là những cái mới đây thôi, là có không có sao đâu. Bây giờ hiện tại chắc mình nghĩ nó cũng chưa có cái gì, nó cũng chưa có làm được cái gì hết trơn á. Nó về hướng về địa đạo Củ Chi á, về hướng An Nhân Tây, về hướng Tân Quy á, mấy bạn sẽ thấy được là nó quy hoạch một cái khoảng đất trồng ruộng lúa. Ngày xưa mình đi ngang, mỗi lần mà từ Sài Gòn mình về miền quê á, đi ngang qua những cái vùng đó nó thơm mùi ruộng lúa lắm, những cái mùi mà mạ non rồi lúa non rồi đồng cỏ đồ này nọ của miền quê á, bị mình ở trong Sài Gòn thì mình ra khỏi Sài Gòn thì mình sẽ ngửi được những cái mùi rất là thanh bình như vậy. Thì bây giờ á là những cái khu ruộng lúa đó không có còn ai canh tác ruộng lúa nữa, mà là nó lấy cái hàng rào nó chắn ngang lại hết, nó ghi cái chữ gì nè, Sài Gòn Safari. Thì mình cũng ngạc nhiên lắm, mình hỏi Sài Gòn Safari là nó lấy nguyên cái đồng ruộng lúa này hết để mà nó làm cái Sài Gòn Safari, là để bỏ những cái con thú này nọ vô cho người ta đi du lịch coi, phải không? Thì người dân ở đó đâu có biết đâu, thấy người ta chính phủ mua là cứ bán hết những cái ruộng lúa đó của mình hết, rằng bây giờ ngồi cất nhà lên là ngồi đó nhìn cái đồng ruộng lúa nó chống lốc, nó chận lại hết. Trong khi đó cái Sài Gòn Safari đó mình nhìn vô mình thấy được hai con bò, một con trâu, mấy con gà, mấy con vịt, chẳng có cái gì hết trơn, mà nó nằm ở đó là gần 10 năm nay rồi, không có ai canh tác, không có ai làm ra được cái gì hết, nó chỉ để đó thôi. Rồi sau này từ từ mình nghĩ là nó sẽ bán cho tụi Trung Quốc nữa, nó sẽ cho tụi Trung Quốc vô làm, hay là lấy những cái đồng ruộng lúa đó biến thành những cái nơi như là ăn chơi, rồi người dân lấy gì đâu mà canh tác, rồi lấy cái gạo lúa đâu mà ăn. Thành ra đó là những cái mà mình thấy thực tế nhất là do chính mình thấy đó. Còn bây giờ có một người bạn mới nhắn vô nữa, là báo Thanh Niên đàng hoàng nha, không phải là nói không có chứng đâu. Trong báo Thanh Niên nước Việt Nam hiện tại bây giờ là nói là không được cho phép mua bán gà vịt sống, là những cái chợ bây giờ trở đi là sẽ bán gà vịt đã được giết rồi, rồi đem bán cho dân. Vậy có nghĩa là mình nghĩ là nếu mà không có cho bán gà vịt sống, vậy là những cái món đồ từ những cái món ăn thực phẩm từ Trung Quốc tràn vô, nó đã sẵn, nó đã tiêm những cái thuốc vô rồi để nó đem vô nước Việt Nam nó bán cho người dân Việt Nam ăn. Chất độc đã nằm thẳng vô những cái món thịt gà, những món thịt vịt người dân sẽ ăn vô, bởi vì gà vịt sống ở trong nước bây giờ nó không cho bán nữa. Thì cái đó quá vô lý. Canada Samson Nguyễn nói là chị nói đúng, hôm qua em mới đi Củ Chi, em có thấy cái chỗ mà chị nói thế không, nó ghi là cái nó rào lại hết rất là bự. Ngày xưa là chị đi ngang qua là thấy bao nhiêu đồng ruộng lúa người ta quy hoạch rất là đẹp, mà nó đẹp lắm, mà cái mùi mà ruộng lúa nó rất là thơm nữa, mà bây giờ nó chống lốc hết trơn,
nó ghi cái bảng Sài Gòn Safari. Mà Sài Gòn Safari có mấy con trâu, hai con trâu, ba con gà, mấy con vịt, một con bò nữa, không có được hơn 10 con bò nữa. Mà người dân thì bán hết những cái đồng ruộng đó của mình, rồi cất nhà, rồi ngồi đó nghĩ là ô, nó quy hoạch như vậy là nó bán, nó sẽ cho khách du lịch vô thì người ta sẽ buôn bán những cái lặt vặt để mà sống nhờ khách du lịch. Nhưng mà cả 10 năm nay rồi nó có làm đâu, nó cứ để trống như vậy đó. Đúng rồi, giáp ranh hóc môn đó Nhân Phúc. Đó, đúng rồi đó, cái chỗ đó đó. Thì mình thấy rất là buồn là tại sao dân của mình nhẹ dạ một cách tin tưởng, một cách mù quáng như vậy. Cái mà mình có thể làm ra được là để nuôi sống con người của mình thực tế nhất, nhưng mà lại đi bán đi để mà làm những giao cho nhà nước tin tưởng. Cái gì cũng nói là đã có đảng và nhà nước lo, đảng và nhà nước có lo đâu. Còn nếu mà các anh chị em trong nước có từ giờ cho tới Tết Việt Nam mình, cho tới kéo dài sau Tết Việt Nam sẽ được kéo dài, sẽ có những cuộc biến động lớn trong đất nước, thì mình cũng hy vọng là những có cái biến động để cho mình có một cái cơ hội đứng lên giành lại cái chủ quyền của mình, giành lại với cái dân tộc của mình. Bởi vì bây giờ dân tộc của mình, các bạn thấy đó, ngày hôm qua báo tin tức lên nói là bao nhiêu chuyến bay bay vô hải phận của Việt Nam từ Trung Quốc. Nước, một đất nước mà một khi một cái chiếc bay nào lạ vô trong nước của mình là đài radar nó đã báo hết trơn rồi, tại sao nó bay vô lãnh thổ Việt Nam. Người Việt Nam chỉ cần cầm điện thoại lên nói là tại sao bay vô từ Trung Quốc. Trung Quốc nói nước Việt Nam là của Trung Quốc, thì bây giờ nó muốn bay vô nó không đâu cần báo. Trong khi đó người ở bên nước ngoài, Việt Kiều ở bên nước ngoài, chỉ cần người nào lên comment một cái gì đó, hay là chỉ bận một cái áo cờ vàng ba sọc đỏ thôi, thì không thể nào bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vô nước Việt Nam được. Là nó đã nhìn hết, thấy được, nhìn tìm được hết những người nào lên chửi bới chính quyền, hay là nói những cái gì mà ngoài ý của chính phủ muốn, rồi những cái người mà chỉ cần đăng những cái tin tức gì đó từ nước ngoài là nói về nước Việt Nam này nọ, thì nó đã không cho vô nước Việt Nam rồi. Mà trong khi đó máy bay, một những cái máy bay quân dụng bay vô lãnh thổ nước Việt Nam mà nước Việt Nam không có ai bắn rớt xuống được, rồi không có ai mà chặn lại được, mà phải cầm điện thoại lên gọi nói nó. Ở nước ngoài nó thiệt một câu, ở bên nước Mỹ một chiếc máy bay mà nó bay lạc vô nước lãnh thổ của nước Mỹ thôi, đài radar nó lên một tiếng, nó cảnh cáo trong vòng 3 phút, trong vòng 2 phút, 1, 3 second thôi, là nó bắn rớt liền tức khắc, không có cho cái chiếc nào mà lạ vô nước mà giới không có báo cáo cho nó biết trước vậy đó. Còn trong khoảng nước Việt Nam, một con người đi nghe, nó chỉ biết một người đó nói cái gì đó, chẳng hạn như bây giờ, mình đây nè, sẽ không bao giờ về được nước Việt Nam, là tại vì nó đã thấy mặt của mình, nó sẽ tìm tòi ra được là mình ở đâu, làm cái gì, nó sẽ không cho mình vô nước Việt Nam, nó sợ tới mức độ đó. Mà nó sẽ chặn mình ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì nó sẽ đẩy mình ngược lại, nó không cho vô nước. Mà trong khi đó những cái chuyến bay như vậy bay vô nước Việt Nam thì chính phủ Việt Nam không có làm được gì hết. Quá vô lý phải không? Cái lũ cộng sản Việt Nam rất khốn nạn. Okinami nói vậy. Còn những cái cuộc đứng lên, có nhiều bạn hôm qua nói chuyện lắm, nói là nước nếu mà đứng lên thì phải có cần người lãnh tụ hay bất cứ cái gì. Thì theo ý kiến của mình, các bạn đừng nghe những ai mà nói tôi sẽ là lãnh tụ của các bạn, tôi sẽ là người đứng đầu dẫn cho các bạn. Đừng bao giờ tin những cái gì hết, phải tin chính bản thân mình. Nếu mà mọi người đồng loạt đứng lên thì người lãnh tụ đó sẽ xuất hiện kế bên cạnh các bạn. Các bạn là người bầu ra người lãnh tụ. Không nên ngồi đó nghe ai mà cứ lên video hay là lên clip nói là tôi ra có chính sách này, kế sách kia, rồi phải gom góp tiền lại từ ở hải ngoại trong nước này nọ để nuôi một cái nhóm người nào đó, nói là sẽ đứng lên là dẫn đầu, sẽ là ủng hộ các bạn để mình lật đổ cái chế độ cộng sản. Mà nhất là những cái người đó ở trong nước làm những cái video clip nói lên như vậy thì các bạn càng nên không tin. Là tự vì các bạn nên nhớ là nước Việt Nam là được cai trị bởi một cái đảng khát máu tàn bạo, thì nó không bao giờ để cho người nào đó làm những cái video clip chửi thẳng nó mà nó không bắt, không làm gì. Các bạn cứ tưởng tượng đi, giết chỉ có hai bản nhạc thì phải vô tù 4 năm. Giết những cái blog nói về á, cái môi trường sống do tụi Trung Quốc đem những cái thứ độc hại vô trong nước để mà giết hại người dân, chỉ là nói về cái hiện tại, hiện trường của môi trường của nước Việt Nam thôi, không có nói là chống cái đảng nào hay là cái gì hết, cũng bị bắt.
những cái em trẻ chỉ lên Facebook comments những cái video, những cái gì đó, những cái lời nói là chơi phê phán người này, phê phán lãnh tụ Hồ Chí Minh, phê phán những cái đảng phái nào đó, thì sẽ nhận được những cái thư mời lên trên phường công an làm việc. Thì những cái người nào mà có khả năng mà làm video từ 100-200 cái video clip để mà đứng lên nói là lãnh tụ hay bất cứ cái gì đó, thì các bạn đừng bao giờ tin, phải nhìn ra sự thật, phải nhìn hành động rồi hẳn tin. Chứ mà để cho người ta cứ nói thì ai cũng nói được, mình cũng nói được, bất cứ các bạn ai cũng nói được. Nhưng mà phải nhìn cái hành động người ta đã hành động gì chưa, đã làm gì chưa, để mà các bạn tin tưởng chưa, hay chỉ là nói với nói. Mà nói thì ai cũng có nói được, nhưng mà các bạn tin hay không là chuyện của các bạn. Nhưng mà đối với mình là mình khuyên là phải nhận thức từ cá nhân của mình, phải nhận thức từ cái nhìn của các bạn, từ cái hành động của người đó, chứ đừng có bao giờ tin tưởng ai một cách triệt để như vậy. Bởi vì một khi mà mình càng tin tưởng thì mình sẽ càng bị đau hơn. Các bạn muốn tin ai là quyền của các bạn, nhưng mà mình chỉ khuyên là nếu mà các bạn tin thì cũng như là ngày xưa đó, Hồ Chí Minh đứng lên làm lãnh tụ, thì có những người mà ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như bà Nguyễn Thị Năm, bao nhiêu vàng, bao nhiêu của cải ủng hộ cho tụi Việt Cộng Bắc Việt. Thì sau khi mà Việt Cộng Bắc Việt nắm quyền rồi là bà cũng bị chết theo. Thành ra mọi người cứ nhìn thấy những cái chuyện nào mà thực tế nhất, những cái gì mà hành động thực tế nhất, không phải lời nói mà là hành động thực tế nhất. Chẳng hạn như nói tới đây thì các bạn sẽ nói là ô, Thanh Luân cũng ngồi đây nói nè, thì tại sao cũng có người tin, có người không tin? Đúng, các bạn coi một cái cuốn phim, các bạn cho đó là hay, nhưng mà có người khác sẽ cho đó là không hay. Thì cái đó là quyền của mỗi người. Chẳng hạn như comedian danh hài Dưa Leo nói những cái câu, những làm những cái video clip, có nhiều bạn cho đó là câu chuyện cười, nhưng mà đối với mình đó là một cái sự buồn của dân tộc, của một cái đất nước mà bạn ấy cố gắng nói ra. Thì mỗi người có một cái nhìn khác nhau, mình không có cấm cản ai là tin hay là không tin hay là tôn sùng ai hết đó. Nhưng mà trước khi tôn sùng, trước khi tin tưởng 100% thì các bạn phải nhìn những cái hành động, những cái thực tế nhất để mà tin. Chứ đừng có để một người nào đó xỏ mũi mình mà mình vẫn không biết. Thì cái đó là lời khuyên của mình. Còn nếu mà các bạn cứ tiếp tục tin tưởng vào cái gì đó thì các bạn, đó là cái sự lựa chọn của các bạn. Còn nếu mà nói tới đây thì có nhiều người sẽ nói là Thanh Linh cũng ngồi đây nói đó, cũng lảm nhảm thôi. Thì đúng, mình là ở sống ở nước ngoài, mình chỉ ngồi đây, cái hiện tại bây giờ cái quyền lực của mình là chỉ được ngồi đây nói, mà không có người nào làm được gì mình. Ở trong nước không có ai, Cộng sản Việt Nam không có làm được gì mình hết trơn á. Thì mình là cái quyền đó của mình là được mạnh nhất, là được nói bây giờ trước mặt các bạn, giao lưu với các bạn, là chia sẻ những cái tin tức cho các bạn. Nhưng mà tụi mình ở nước ngoài hoàn toàn không có quyền lực vào để đứng lên giành lại cái đất nước Việt Nam hiện tại. Chỉ có người trong nước mới làm được. Thì tụi mình ở nước ngoài sẽ đợi các bạn trong nước đồng loạt đứng lên thì tụi này mới có hành động được. Là tụi mình đang đợi các bạn đó, không phải là ngồi không đâu. Mà ngồi đợi các bạn đứng lên thì đồng bào hải ngoại ở nước ngoài mới hành động được. Liên Hiệp Quốc, toàn bộ thế giới mới nhúng tay vô được. Nếu mà đồng bào hải ngoại trong nước không có hành động gì hết thì tụi mình vẫn tiếp tục ngồi đây nói như vậy thôi, chẳng có làm cái gì hết, thì coi như cũng là lải nhải mỗi ngày thôi, chứ không có cái gì hết. Hai Cường Nguyễn, Hồ Phương nói là mình tuyên truyền nhảm nhí. Thì nếu mà bạn thấy mình tuyên truyền nhảm nhí, bạn không có cần phải nghe đâu, cứ đi ra khỏi cái Facebook của mình đi nha. Thì mình đã nói rồi, mình chỉ ngồi đây chỉ nói chuyện với các bạn, mình cũng chưa có làm được cái gì. Chỉ có các bạn trong nước, chỉ có đồng bào trong nước mới làm được chuyện. Tụi mình ở đây là hiện tại bây giờ là ủng hộ tinh thần để cho các bạn không còn sợ hãi cái Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp người dân của mình nữa. Thành ra mình chỉ khuyên các bạn được như vậy thôi. Nếu mà đồng bào trong nước đồng loạt đứng lên thì bên đây các bạn, thì ở trong nước các bạn sẽ thấy đồng bào hải ngoại mạnh tới mức độ nào đứng lên cùng các bạn. Nếu mà đồng bào trong nước không đứng lên, không chung tay lại, thì đồng bào hải ngoại, Liên Hợp Quốc và toàn thế giới không bao giờ làm được chuyện gì hết. Thành ra đúng, bạn nói đúng, mình chỉ là ngồi đây nhảm nhí thôi. Cảm ơn Hồ Phương đã cho ý kiến. Còn nếu mà bạn không có muốn nghe thì bạn lập tức rời khỏi cái Facebook của mình.
Cảm ơn Cường Nguyễn. Hai thằng là rất là cảm ơn em. Ngày hôm qua cái video clip đó của một bạn gửi cho mình là quay cái cảnh mà người ta đi đợi lấy cái phần cơm đó là ở quận 10 nha. Hùng Văn Phương nói là chơi khô máu tôi cộng sản luôn. Nói tới đó thì tự nhiên sức nhớ lại là hôm qua có một cái anh ở miền Trung nhắn tin vô nói chuyện với mình. Thì mình nói ok anh ở miền Trung, thì mình nói chuyện một hồi thì anh nói giới thiệu anh ở miền Trung. Thì tự nhiên mình nói cái câu vậy nè, nếu mà anh nói anh ở miền Trung mà anh không có làm gì hết thì em sẽ giận đó. Thì anh ta nói tại sao mà mình phải giận. Thì mình nói vậy nè, miền Trung là một cái nơi hiện tại bây giờ là bị ảnh hưởng nặng nhất. Cá biển chết hết, rồi người dân tha phương, rồi không có chuyện làm gì, ngư dân không có chuyện làm nữa mà dân phải đi làm cu li mọi nơi bị đánh đập rất là tàn nhẫn. Tại sao mà người dân miền Trung không có đứng lên đầu tiên? Nếu mà toàn bộ người dân miền Trung đứng lên đầu tiên thì toàn dân Việt Nam sẽ đồng loạt đứng lên. Thì anh đó đã nói như nè, ô anh ở Quảng Nam, anh không có ở trong ngay những cái chỗ mà bị ảnh hưởng cái đó. Trời đất ơi, thiệt là bất mãn vô cùng, không có lời gì để nói nữa, là tự gì không có ảnh hưởng, không có đụng chạm tới chén cơm của mình là không ảnh hưởng tới mình hay sao? Nước Việt Nam là các bạn đang hửi, đang ngửi, đang thở cái không khí Việt Nam, là mọi người phải có một cái trách nhiệm bảo vệ nước. Không phải là cái nhà kế bên mình bị ảnh hưởng là không có đụng chạm tới mình. Một khi cái nhà kế bên nó đã sập đi thì nhà kế tiếp sẽ là nhà của mình đó. Thành ra đừng bao giờ mà vô trách nhiệm như vậy. Mình phải đồng loạt đứng lên thì mọi người khác mới nhúng tay vô được, mới đồng loạt đứng lên cùng mình. Đừng có nói là ở miền Trung nhưng mà nó mình ở khúc chỗ khác không có đụng chạm gì cái chỗ mà bị biển ảnh hưởng, hay là cái nhà máy Formosa nó không ảnh hưởng gì tới mình hết trơn á. Nhưng mà nguồn nước mình đang uống, đồ ăn mình đang ăn, bất cứ cái gì đó nó cũng ảnh hưởng tới mình. Thì đừng có mà vô cảm như vậy nữa nha. Thôi bó tay anh đó rồi chị. Thật là buồn đó, cũng lúc đó cũng giận lắm. Nhưng mà cũng khuyên anh đó là đừng có suy nghĩ như vậy. Chỉ là nói như vậy thôi, cũng chẳng biết phải nói làm sao hết. Là tại vì mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, mình chỉ khuyên được lúc nào mình khuyên thôi. Rác Phạm nói là tình hình đất nước hiện nay, tương lai chắc chắn phải đổ máu, cầm súng mới giành được độc lập. Thì bạn nói cái câu mà cầm súng thì mình mới sực nhớ lại cũng ngày hôm qua nữa, có một bạn trẻ nó vô nói vậy nè, nếu mà muốn đứng lên là phải có súng đạn. Vậy mình hỏi vậy chứ, nếu mà các bạn muốn súng đạn thì súng đạn hiện tại giờ trong nước Việt Nam là ở chỗ nào nhiều nhất, ai là người có súng đạn, trả lời đi. Thì cái người đó tỉnh bơ không có trả lời được, thì mình mới nói vậy nè, người nào đeo súng đạn vòng vòng ở trong người nhiều nhất thì những cái bọn công an, những cái quân đội nó có thôi. Thì những cái đồn công an một khi mà nó bị sập đổ thì tự nhiên các bạn cướp được những cái thứ đó. Mình chỉ suy nghĩ rất là đơn giản, mình không có suy nghĩ sâu xa để mà từ ai giúp đỡ. Mình chính là mình phải tin bản thân mình, đừng có tin tưởng ai bây giờ hết trơn á. Mình phải nhìn ra sự thật rồi mình mới suy ra được mình tin tưởng ai làm cái gì. Những cái người lãnh tụ, những người lãnh đạo đó nếu mà cứ ngồi ở đâu đó bô bô ba ba nói là tôi là người đứng đầu, tôi là người này nọ, mà vẫn là sống trong một cái chế độ mà đảng cộng sản chà đạp, mà nó giết dân tộc như vậy mà vẫn ngồi tỉnh bơ như vậy, nói như vậy không bị cái gì hết á, thì phải suy nghĩ lại nha. Có tin Lưu Quốc nói là có tin 2017 sẽ có nội chiến ở Việt Nam hả chị? Thì cái đó bây giờ là do người dân, chị không có biết cái tin tức đó. Dân nổi lên thì sẽ có nội chiến, còn dân không nổi lên thì là một cuộc sống ấm no hạnh phúc như là đảng cộng sản tuyên truyền vậy đó. John Poker nói là đánh cộng sản còn cái quần sọt cũng đánh. Có nhiều bạn trẻ bây giờ rất là bất mãn với một cái chế độ sống bây giờ, đã nhắn tin qua nói với mình là em sẽ chắc nghĩ là bán xe hay bán cái phần của cải nào đó mà cha mẹ cho được, sẽ làm giấy tờ đi ra khỏi nước qua những cái nước như là Malaysia hay là Thái Lan hay là những cái thứ nước khác ở, chứ bây giờ ở trong nước Việt Nam không có an toàn, mà nhìn cái cuộc sống nó càng ngày càng bất mãn quá.
Thì chị không có biết khuyên mấy em làm sao, bởi vì chị chưa bao giờ sống qua những cái nước đó, với lại có đi ngang qua đi chơi thôi chứ cũng chưa bao giờ sống qua, thành ra chị không có biết phải khuyên như thế nào. Nhưng mà các em ở trong nước, các em là người sống trong cái cuộc sống hiện tại nhất, thì các em phải nên tự mà giải quyết thôi, chứ thiệt tình chị không có biết đâu, không có thể biết khuyên gì. Nếu mà khuyên đúng thì sẽ khuyên, nhưng mà lúc mà nếu mà lời khuyên của mình không có đúng thì không có dám lên tiếng. Livestream của chị ít nhất phải có 1.000 người xem hả? Chị ít có, tại vì Facebook cũ thì chị có nhiều người lắm, nhưng mà Facebook mới này thì chưa có, thành ra thì hy vọng là sẽ có nhiều người vô xem để mà lan truyền cho nó rộng rãi hơn, thì người dân càng ngày sẽ càng thức tỉnh được là đất nước của mình không có ấm no, không có hạnh phúc, mà là một cái địa ngục đó. Bây giờ nó đã lấy tới máu của mình để nó bán đi, hoặc là nó coi coi mình có cái nội tạng của mình có phù hợp với người nào đó hay không, để nó bắt cóc mình, để mà nó giết hại mình. Rồi những cái đồ ăn độc hại nó truyền vô nước Việt Nam càng ngày càng nhiều, thì các em ở trong nước phải cẩn thận những cái thứ này. Jenny Trần nói là chị nhắc nhở người dân việc hiến máu nha chị. Thì cái việc hiến máu là mình đã nhắc nhở qua rồi Jenny à. Bị gì á, người dân trong nước là người quyết định cho hay không cho, hiến hay là không hiến. Là tại vì mặc dù nó cho là cái luật này rất là vô lý, trên toàn thế giới không bao giờ có ai mà bắt buộc mà hiến máu như vậy hết trơn á. Nó sẽ lấy máu của mình một cách rất là lạ như vậy, thì mình phải đặt câu hỏi, đừng có nói là chỉ 1 năm một lần, 1 năm 2 lần, đâu có gì đâu. Xin lỗi nha, có nhiều người dân nghèo tới mức độ không có tiền để nuôi sống bản thân hay là gia đình, mỗi tuần mỗi tháng họ phải đi bán máu của họ đó. Thành ra nghĩ là hiến máu là chỉ là hiến một cách đơn giản như vậy hay không? Không có chuyện gì mà đơn giản hết trơn á. Đảng Cộng sản Việt Nam, cái đầu óc của nó lúc nào cũng muốn chiếm đoạt cướp của và giết hại người dân hết trơn á. Không có cái chuyện gì mà nó suy nghĩ ra để mà nó tốt cho người dân hết trơn, nó tốt cho cái đảng của nó thôi, rồi nó để nó tồn tại thôi, chứ không có cái gì mà nó suy nghĩ tốt cho người dân đâu. Thành ra người dân đừng có mà ngây thơ nữa. Candice Sang nói là em ở đây không bao giờ ăn trái cây rau củ, thì bây giờ trái cây rau củ nó cũng tẩm thuốc độc từ ở Trung Quốc, chính dân Trung Quốc nó còn không ăn đồ của nó mà nó đem qua nó bán cho người Việt Nam mình, thì cái đó là cái chuyện không có thể nào mà nói được, chỉ có các bạn ở bên Việt Nam. Eric Comer nói là các bạn muốn đi như vậy không dễ, nhưng quyết tâm thì nên rời khỏi nha các bạn. Ý Eric nói là hồi nãy mình nói là các bạn muốn rời khỏi nước Việt Nam để mà đi qua những cái nước khác sinh sống á, thì nếu mà các bạn quyết tâm thì rời khỏi, còn nếu mà làm giấy tờ để đi thì chắc là không có dễ đâu. Hồ Phương nói đừng nói nữa, Trung Quốc mới là kẻ thù đảng không phải. Vậy Hồ Phương có suy nghĩ ra được là Trung Quốc mới là kẻ thù, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam là người rước cái kẻ thù đó vô nước của mình, phá dân tộc của mình đó. Chỉ là gửi lời những cái comments của những người bạn ở nước ngoài tới các bạn, bởi vì những cái comment này nhiều lúc mình nghĩ là các bạn không có đọc qua, hay là đã đọc qua rồi thì không có nhắc tới nữa, nhưng mà mình lại thấy những cái comments của những người ở nước ngoài nhắn tới những người bạn trong nước rất là hay, rất là thực tế. Thành ra mình muốn gửi tới những cái lời đó, đoàn kết là sức mạnh, chúng ta phải đoàn kết lại thì người trong người ngoài mới giúp đỡ lẫn nhau được, chứ là các bạn trong nước không có hành động, không có gì hết thì tụi này chỉ là ngồi lẩm nhẩm như cái kiểu mà mình đang nói vậy thôi, chứ không có làm được gì cho các bạn. Nhưng mà nếu mà toàn dân trong nước đồng loạt đứng lên, phải tin tưởng người bạn kế bên mình để mà đùm bọc lẫn nhau, để mà che chở lẫn nhau. Nếu mà có cuộc nội chiến thì các bạn nên che chở bạn bè của mình trong một cái group nhỏ của mình, mọi người phải rất là đoàn kết để mà che chở lẫn nhau, chứ đừng có mà nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng mà trước khi tin tưởng cái gì đó phải nhìn ra những cái thực tế mà người ta làm, chứ không phải là lời nói. Lời nói lúc nào cũng phải đi đôi với hành động thì mới là thực tế, còn nếu mà chỉ là nói không á, mà ngày này qua ngày nọ thì không có thực tế lắm đâu. Thì các bạn phải suy nghĩ thiệt là kỹ trước khi quyết định nha. Chúc các bạn một ngày thật là an lành. Hẹn gặp lại dịp khác nha. Bye bye.